Phía cô Sáu lên tiếng phủ nhận 2.500 đô. Thanh Xuân như một tách trà, mãi lo đi kiện. Vào hôm nay, tin chấn động từ Diệu Ni, có một khán giả từ Campuchia khẳng định mình có chuyển khoản cho cô cháu gái số tiền 2.500 đô và cô xác nhận mình có bằng chứng về giao dịch giữa cô và cô cháu gái. Ni viết, dạ con cảm ơn cô đã ra mặt làm chứng. Chúng ta thượng tôn pháp luật thôi ạ. Đặc biệt, em tôn trọng lời nói đi kèm chứng cứ lắm. Chi phí ủng hộ xây mộ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của cô đã liệt vào danh sách bản tình ca. Em còn nhớ hay em đã quên mà con không thấy. Một số khán giả cho rằng rất lo lắng cho Diệu Ni vì Ni là người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan. Những chuyện nhạy cảm như vậy cần phải xác minh cho rõ ràng rồi hẳn đưa lên không gian mạng. Nhưng thiết nghĩ Diệu Ni có lẽ cô ấy cũng đã có những bằng chứng trong tay, cô mới công khai. Trong khi đó, cô Liều Báo 20K hôm nay đã đăng đàn trên trang cá nhân của cô ta. Cô ta nói có hỏi ý kiến của cô cháu gái, có thực sự thông tin đó có đúng hay không. Cô ta viết, Campuchia này ở đâu không biết, không đưa ra được chứng từ chuyển khoản là tội bị đặt vu khống hãm hại, phải bị pháp luật xử lý. Là phi bằng con mẹ này luôn, chắc tung hỏ mù rồi mai mốt chạy làng nè, ngày mai báo công an hốt bả luôn, kêu bả đưa chứng từ chuyển khoản, không có thì giam luôn, thì đám kia mới sợ. Cô ta hỏi cô cháu gái, bà này nói đúng không em? Cô cháu gái nói là dạ không, em không nhận gì 2.500 đô nha, không chuyển khoản gì vào tài khoản của em. Bà nhà báo 20K đã xác minh với cô cháu gái, cô nói không có chuyện bà Việt Kiều Campuchia gì đó, như trong ảnh chuyển khoản cho cổ 2.000 đô để xây mộ. Tội phạm có tổ chức, vu khống hãm hại có tổ chức, tầm cỡ quốc gia luôn, thuê mướn ở đâu, bà Việt Kiều Campuchia này ở đâu không biết, không đưa ra được chứng từ chuyển khoản, là tội bị đặt vu khống, hãm hại, phải bị pháp luật xử lý. Trong khi đó, phía bên ủng hộ Hồng Loan có những bình luận như sau. Má Quốc Thành thì đăng đàn sẽ có màn trình diễn tập cuối sự án Phi Dao do các mạnh thường quân đảm nhận vai. Thanh Xuân như một tách trà, mãi lo kiện cáo hết bà Thanh Xuân. Đến nay tổng cộng 9 lá đơn, đủ hiểu tình sâu nghĩa nặng thế nào. Thời gian tới đây sẽ xuất hiện hai từ, giá như, cuộc sống thì không có giá như, chào thân ái. Cô Sáu là nhà tiên tri, từ từ rồi cháu sẽ như. Bộ phim Sóng Gió Gia Tộc tới hồi kết rồi nha quý vị, mình hãy cùng nhau theo dõi nha. Đã nói rồi, cả nhà đừng quá nôn nóng, người đóng vai chính thì kết cuộc vẫn tốt lành, còn kẻ ác một là chết, hai là ủ tờ nha. Tôi luôn ủng hộ lệ phái Hồng Loan và cô tiên Diệu Ni nhé. Tới luôn các cô chú ơi, chúng ta cùng thượng tôn pháp luật thôi nào. Trước khi chị Ni đưa clip gì lên thì chắc chắn một điều, chị đã nắm được bằng chứng trong tay và đã xác minh rõ ràng mới úp lên. Không ai ngu mà chưa tìm hiểu kỹ rồi úp lên nha con nhà báo 20K. Trước khi bước vào lãnh án của pháp luật với hai chữ thượng tôn thì án của nhân quả đang đến trước, mất ngủ lo sợ là một hình phạt không hề nhẹ, không phải nhiều mà là rất nhiều, nên nó mới chi tiêu hoang phí và muốn nhiều người làm những việc xấu và mờ ám để bao che tội lỗi của nó. Mai nó lên báo bổ sung tên cô đó vô, nó nói bữa nó quên. Em nghĩ mình nên giấu mấy chuyện này, đợi 31 tháng 8 xong công khai luôn một thể là nó khỏi nói quên. Ít nhất là 10 tỷ. Sinh thời cố nghệ sĩ cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. Lúc cố nghệ sĩ Vũ Linh mất cũng là lúc họ trả ơn cho ân nhân của họ, không lý nào tiền phúng viếng có vài trăm. Đùa giỡn mặt với pháp luật, tới pháp luật rồi cái gì họ cũng tra ra được hết, không ai đứng trên pháp luật được đâu nha. Còn nhiều cứ chờ đi, mấy cô chú ngày xưa mê cải lương giờ ở nước ngoài nhiều, người ta thương chú hơn nữa đã hiểu được câu chuyện và tin tưởng vào Bình Tinh Vũ Luân nên họ sẽ lên tiếng. Cũng cảm ơn Sabine một phần vì đã đẩy câu chuyện sao kê lên cao trào như hôm nay. U là trời, vấn đề gì cũng em nói thiệt, thiệt dữ chưa. Em đi ơi, hôm tới cúng trên mộ nghệ sĩ Vũ Linh, em phải nhờ người bảo vệ em và Hồng Loan nhé. Giờ lộ chân tướng, lo nó làm càng đó em, phải hết sức thận trọng em với gia đình Hồng Loan nhé. Đồng tiền có hai mặt sáng tối, tiền dùng đúng cách, tiền hiền như Phật, tiền mà không đúng là tiền có nanh có vuốt, tham quá mất khôn. Bà Tư Quốc Thanh nổ phát súng đầu tiên 50 triệu, bây giờ lại bà Tư nổ phát súng thứ hai. Hơn 2.000 đô của cô ở Campuchia gửi về số tài khoản của cô cháu gái, phải chứng tỏ không chỉ nghệ sĩ thôi mà các khán giả của chú Linh khắp nơi đổ tiền về là mộ cho chú rất nhiều. Làm gì có chuyện chỉ được có mấy trăm triệu. Ca sĩ Phi Nhung mất ở thời điểm dịch, khán giả trong nước và ngoài nước đi phúng điếu 20 tỷ. Còn cậu Vũ Linh mất, mấy ngày mới đem cậu ra hoa viên, rồi tiền làm mộ cậu khán giả gửi về và chuyển khoản nữa. Nhiều đó cũng đủ hiểu, một ông hoàng cải lương nổi tiếng biết bao nhiêu người mến mộ, thương cậu.
Đã mà chú một ngày người ta vô thắp nhang không biết bao nhiêu người, mình lấy số người nhân lên là biết liền, làm gì có mấy trăm triệu hen. Đơn xin phụ việc thầu đám tang, tôi tên Hứa không sao kê. Sinh ngày 64 tháng 89 năm 576 triệu phung điếu. Kính gửi bà Lê Thị Kiền Kiện, giám đốc thầu đám tang đảm bảo có lời. Nay tôi làm đơn này, xin giám đốc giải quyết cho tôi được có một sức phụ thầu đám tang. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ. Thường xuyên ôm thùng phung điếu lên lầu, bỏ tiền bớt vào bọc của giám đốc để đảm bảo thùng lúc nào cũng vơi, không bị đầy, để dễ dàng cho người tới phúng viếng bỏ tiền vào không bị khó. Đốt hết bao thư đã lấy ra nhằm đảm bảo cho giám đốc không phải thực hiện công việc sao kê sau này. Chịu khó làm việc trong môi trường lén lút, áp lực cao, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lấy đồ của gia chủ, trong lúc tan gia bối rối, đảm bảo thành công 100% như là kề lân vàng, dây chuyền, những kim cương, đồng hồ, huy chương vàng, trần hữu trang hay các giấy tờ kỹ vật có liên quan đến gia chủ, tư vấn những gì mình biết để đảm bảo công ty kê lên tới nóc, có lợi nhuận cao nhất trong vấn đề xây mồ, tuyệt đối yểm bù cho người mất, không đổi lại số tiền vàng kỹ vật đã lấy trong gia chủ, đảm bảo sức khỏe tốt, phục vụ cho công ty hậu thầu đám tang, sẵn sàng đại diện cầm đơn tố cáo và tố giác khắp thành phố cho giám đốc khi cần thiết. Kinh nghiệm bản thân đã theo dõi xét sao đám tang chú Năm Vũ Linh từ đầu tới giai đoạn xin việc. Nhược điểm: không ai hỏi thì không nói, nhưng ai hỏi thì ư ngứa miệng trả lời. Tôi sẽ đảm bảo và chịu trách nhiệm với công ty những điều nói trên và đảm bảo giữ bí mật không sao kê, không kể cho bất cứ ai về vấn đề thầu đám tang sao kê khi không ai hỏi. Nếu tôi vi phạm sẽ bị tố giác như Diệu Ni Hồ Pháp, Hải Hiền Đệ, Thủy Cô Nương, Tiểu Thư Ăn Vặt, Bà Bầu Mùi Mùi hay con chó Lucky. Chân thành cảm ơn giám đốc Lê Thị Kiền Kiện.